Cô ta xin chào tất cả các con. Các con ơi, chúng mình có biết sắp tới là đến ngày gì không? À, đó chính là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 đấy. Hôm nay cô giáo có một ý tưởng rất là hay, đó là làm một bức tranh từ rau củ quả để tặng cho các chú bộ đội đấy. Chúng mình cùng cô thực hiện đi. À, đây là bức tranh cô giáo đã chuẩn bị sẵn cho chúng mình quan sát đấy. Bức tranh được cô giáo vẽ từ các loại rau củ quả khác nhau, như những cây cỏ từ đậu cô vê, hay những bông hoa từ quả khế này, quả đậu bắp, và một bông hoa hồng màu đỏ rất là đẹp từ cây rau cải chít đấy. Và cũng từ các loại rau củ quả này, cô giáo vẽ thêm hai bạn bướm xinh đẹp này. Còn đây là bầu trời, cô giáo vẽ thêm ông mặt trời và những đám mây từ củ cà rốt. Chúng mình thấy bức tranh của cô có đẹp không? Bây giờ cô con mình cùng nhau thực hiện làm bức tranh này nhé. Để làm được bức tranh, bố mẹ và các bé cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau. Đầu tiên, không thể thiếu, đó chính là một tờ giấy. Ở đây cô giáo sử dụng một tờ giấy A3. Bố mẹ có thể lựa chọn những tờ giấy khác nhau nhé. Tiếp theo là những chiếc đĩa nhựa, các loại rau củ quả. Hôm nay cô giáo sử dụng một củ cà rốt, quả khế, đậu cô ve, một cây rau cải chít và một quả đậu bắp. Tiếp nữa là những lọ màu với nhiều màu sắc, một cây bút lông, một cốc nước, giấy lau. Và cuối cùng, để cho quần áo không bị dính bẩn, cô giáo sử dụng một chiếc tạp dề. Bây giờ cô và các con cùng thực hiện làm bức tranh nhé. Đầu tiên, các con hãy trải tờ giấy lên bàn, sau đó sử dụng đậu cô ve đã được cắt dài rồi chấm nhẹ vào màu nước và vẽ xuống phía dưới của tờ giấy để tạo thành những cây cỏ xanh mướt. Các con hãy nhờ bố mẹ cắt rau quả thành những hình thù giống với của cô giáo để chúng mình dễ sử dụng hơn nhé. Chúng mình hãy nhớ ấn thật nhẹ nhàng, đều tay và đan xen những cây cỏ vào nhau, trông sẽ rất đẹp phải không nào? Các con chú ý để màu không bị vấy bẩn vào người nhé. Để bụi cỏ được đẹp hơn, chúng mình hãy vẽ những cây cỏ chồng chéo lên nhau. Và những cây cỏ chỗ nào thưa, các con hãy dắp lại cho thật đẹp nào. Vậy là cây cỏ sắp được hoàn thiện rồi này. Sau khi vẽ xong bụi cỏ, chúng mình sử dụng bút lông và vẽ nhẹ nhàng những thân cây để tí chúng mình vẽ hoa nhé. Các con chú ý chia khoảng cách những cây hoa cho thật đẹp và hợp lý để bức tranh thêm đẹp hơn. Vậy là chúng mình đã có được những thân cây rồi. Bây giờ các con sử dụng các loại rau củ quả khác nhau để vẽ những bông hoa nào. Đầu tiên, các con lấy phần thân dưới của cây cải chít, chấm nhẹ vào màu nước, rồi nhẹ nhàng vẽ lên phần phía trên của thân cây. Vậy là chúng mình đã có được một cây hoa màu đỏ rồi đấy. Tương tự như vậy, cô giáo có thêm một bông hoa từ rau cải chít rồi này. Tiếp theo, cô giáo lấy quả đậu bắp đã được cắt làm đôi, ấn nhẹ vào màu nước. Và như vậy, cô giáo đã có thêm được một bông hoa màu tím với những bông hoa nhỏ ở phía trong rồi đấy. Các con thấy bức tranh đã đẹp hơn chưa? À, bây giờ cô giáo sẽ vẽ thêm một bông hoa nữa từ quả khế nhé. Cô giáo sẽ sử dụng màu vàng cho bông hoa hình quả khế đấy. À, chúng mình có thấy giống những ngôi sao không?
Tiếp theo, cô giáo sử dụng đậu cô ve đã được cắt ngắn để trang trí thêm những bông hoa nhỏ li ti phía dưới bụi cỏ đấy. Chúng mình thấy có đẹp không? À, để bức tranh được sinh động hơn, cô giáo sử dụng đậu bắp được cắt phát để vẽ thêm hai bạn bướm xinh đẹp này. Và cuối cùng, để bức tranh thêm hoàn thiện, phía trên bầu trời, cô giáo sẽ vẽ thêm ông mặt trời và những đám mây nhé. Với ông mặt trời, cô giáo sử dụng củ cà rốt to để vẽ ông mặt trời màu vàng này. Sau đó, cô giáo lấy bút lông để vẽ thêm những tia nắng ấm áp chiếu xuống vườn hoa đấy. Còn với những đám mây, cô giáo sử dụng củ cà rốt nhỏ hơn, chấm nhẹ vào màu nước và chấm thành những chấm tròn xung quanh nhau để tạo thành một đám mây rồi. Vậy là cô đã hoàn thiện được bức tranh của mình rồi này. Các con ơi, đây là bức tranh cô vừa hoàn thiện đấy. Hy vọng với nhiều loại rau củ quả khác nhau, các con có thể sáng tạo ra những bức tranh đẹp hơn, sinh động hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các con.